trộm cắp ác nghiệp thứ hai là trộm cắp hoặc lấy của không cho trộm cắp nghĩa là cố ý lấy trộm một thứ thuộc sở hữu của người khác theo quan điểm phật giáo trực tiếp trộm cắp và gián tiếp trộm cắp đều là hành vi trộm cắp một ví dụ của gián tiếp trộm cắp là yêu cầu người khác trộm cắp khi có người không trực tiếp trộm cắp mà lại gián tiếp yêu cầu người khác lấy trộm hành vi yêu cầu người khác lấy trộm đó cũng được xem là trộm cắp nói chung trộm cắp là hành vi gây nghiện nếu lúc nhỏ bạn lấy trộm những vật nhỏ thì khi lớn lên bạn sẽ lấy trộm nhiều hơn nữa về mặt tâm lý tâm thức thường nhìn nhận và trở nên nghiện ngập đối với mọi thứ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động. Đó là một dạng tâm bệnh. Khi bạn trộm cắp và người khác không biết, hành vi đó rất dễ gây nghiện, đặc biệt là đối với trẻ con. Tôi có một kinh nghiệm ở một trại tù thiếu niên ở Đài Loan. Người ta gọi nơi đó là Trung tâm Giới Nghiêm Dị Thành Niên. Có khoảng 600 đến 700 đứa trẻ ở đó Hầu hết bọn trẻ đều dưới 18 tuổi, chúng khoảng 12-13 tuổi. Có nhiều lý do khiến chúng bị đưa vào trại. Tuy nhiên hai nguyên nhân chính khiến bọn trẻ bị bắt là nghiện ngập và trộm cắp. Đối với việc nghiện ngập, một số đứa trẻ nói với tôi, chúng muốn biết cảm giác dùng chất kỳ nghiện ra sao nên chúng đã thử. Với những đứa phạm tội trộm cắp, chúng nói với tôi rằng chúng không sao cưỡng lại được cơn nghiện, hành vi trộm cắp, điều quan trọng là trẻ em phải được dạy dỗ rằng trộm cắp không phải là điều tốt. Đức Phật đã đặt ra nhiều giới luật cho tu sĩ, trong một vài tình huống khi phạm giới thì chúng tôi có thể sám hối, tuy nhiên, đối với giới trộm cắp thì chúng tôi không thể sám hối. Đối với hàng tăng ni khi họ trộm những vật thuộc về người khác thì họ không còn là tăng ni nữa. Trong tu viện, chúng tôi hiện có một hệ thống ứng xử rất tốt. Theo đó, nếu ai nhặt được vật gì đó trên đường đi, chẳng hạn như tiền, thì người đó sẽ mang tiền đến, giao cho văn phòng của tu viện. Sau đó, đến giờ cầu nguyện, tu viện sẽ thông báo văn phòng vừa nhận được của rơi. Ngay cả với những chú tiểu, khi nhặt được món đồ nào đó các chú sẽ mang đến văn phòng tu viện điều này trở thành thông lệ trong tu viện đối với hành vi trộm cắp điều luật trong tu viện rất nghiêm ngặt khi một vị tu sĩ bị phát hiện trộm cắp vị ấy sẽ bị đuổi ra khỏi tu viện một trong những điều khó khăn nhất của tôi trong tu viện là phải ứng xử với một chú tiểu có thói quen ăn cắp giặt đó là vấn đề nan giải nhất mà tôi phải đối mặt. Tôi đã cố gắng hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ của chú. Tôi đã tìm đủ mọi phương án. Đó thật sự là một thử thách đối với tôi. Sau đó, tôi phát hiện hành vi trộm cắp rất gây nghiện và rất khó cưỡng lại. Tôi đã có buổi nói chuyện dài với chú tiểu đó và tìm ra giải pháp cũng khá dài. Tôi hỏi chú tại sao con lại trộm bút chì và bút mực của bạn cùng lớp chú tiểu nói với tôi là chú ta biết trộm cắp không phải là điều đúng đắn nhưng khi thấy bút chì của bạn trong lớp thì chú không thể nào cưỡng lại được hành vi trộm cắp do đó trộm cắp gây nghiện rất nặng một khi đã trộm những thứ lặt vặt thì bạn sẽ muốn trộm những thứ lớn hơn và lớn hơn nữa nó rất gây nghiện đối với hành vi trộm cắp không những bạn không được trộm cắp mà bạn còn phải hướng dẫn người khác truyền tải thông điệp đến mọi người không được trộm cắp điều này rất quan trọng chúng ta phải chuyển tải thông điệp này nhất là đến trẻ nhỏ ở trong nhà tù ở đài loan những đứa trẻ phạm tội trộm cắp nói với tôi rằng chúng phạm tội vì ở gần bạn bè xấu liên quan đến trộm cắp có một nghi vấn phức tạp về vấn đề bản quyền sản phẩm khi chúng ta dùng sản phẩm mà không mua bản quyền thì đó có phải là trộm cắp hay không đó là vấn đề chúng ta cần thảo luận nhiều hơn nữa vì ở thời đức phật không có vấn đề bản quyền do đó ngài đã không dạy rõ về điều này Khoảng 2 đến 3 năm trước có một học trò nói với tôi về một chương trình máy tính có thể giúp chúng ta học và cải thiện ngoại ngữ. Anh ta không phải là tu sĩ mà là một cư sĩ người Ấn Độ. Anh ta nói rằng có thể tải chương trình đó từ internet, đó không phải là chương trình có bản quyền. Khi đó tôi nói, có lẽ anh phải chờ một thời gian nữa bởi tôi không chắc đó có phải là hành vi trộm cắp hay không tu sĩ có được phép dùng chương trình từ internet mà không có bản quyền sử dụng hay không tôi đã nói với anh ta rằng tôi phải nghĩ thêm về vấn đề đó tôi đã mất hai năm suy nghĩ và bây giờ vẫn còn đang nghĩ đức phật đã không dạy rõ về vấn đề này tuy nhiên xét về luật pháp quốc tế việc tải chương trình từ internet mà không có bản quyền có thể bị xem là hành vi trộm cắp khi tôi mới mua máy tính tôi không biết là trong máy tính mới không có sẵn các phần mềm xử lý văn bản của microsoft tôi đã không biết rằng mình phải mua thêm các phần mềm đó sau đó họ nói tôi mua thêm phần mềm các phần mềm microsoft nhất là Microsoft Word có giá đến hàng trăm USD rất đắt tiền. Vào lúc đó ở Nam Ấn, người ta bán phần mềm bẻ khóa giống hệt như vậy, tôi có thể mua phần mềm lậu chỉ với 5 10 USD, nhưng tôi không chắc theo đạo Phật thì đó có phải là trộm cắp hay không vì vậy tôi không mua các phần mềm microsoft lậu tôi không mua cả phần mềm có bản quyền lẫn phần mềm lậu và nhiều lúc tôi gặp một số khó khăn tuy nhiên các bạn đừng nói rằng sẽ tài trợ phần mềm máy tính cho tôi bạn không cần phải làm như thế tôi cũng nói như vậy trong các buổi giảng cho đại chúng ở đài loan đừng đề nghị tài trợ phần mềm máy tính cho tôi vì bạn có thể dùng vài trăm usd đó để giúp đỡ những người nghèo đói việc đó quan trọng hơn may mắn là lần trước tôi có nhờ người phiên dịch tải một số phần mềm hoàn toàn miễn phí từ internet nếu dùng phần mềm được cung cấp miễn phí thì không phạm giới trộm cắp chúng ta có rất nhiều chương trình miễn phí có nhiều công ty cung cấp các sản phẩm miễn phí tà dâm ác nghiệp thứ ba là tà dâm tà dâm có nghĩa là bạn quan hệ thể xác với những người không phải là chồng hoặc vợ của mình hay không phải là bạn trai hoặc bạn gái của mình để có được gia đình hạnh phúc thì bạn phải tránh tà dâm hành vi tà dâm cũng có liên hệ mật thiết đến vấn đề sức khỏe chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của chính mình nên bạn phải hoàn toàn từ bỏ tà dâm. Khoảng 15 năm trước, người ta đã tiến hành một nghiên cứu về vấn đề ly hôn và phát hiện 90% các trường hợp ly hôn là do ngoại tình về phía người chồng hoặc người vợ. Bạn có thể nghĩ, việc ly hôn không có gì tồi tệ. Tuy nhiên, họ không biết tác hại của ly hôn đến tâm lý của con cái. Tôi từng được mời đến nói chuyện ở một trường học, sau buổi nói chuyện, thầy hiệu trưởng mời tôi vào phòng riêng và muốn tôi khuyên giải 10 học sinh. Thầy hiệu trưởng nói với tôi đó là 10 học sinh tệ nhất trường, rồi thầy kể rằng cha mẹ của hầu hết 10 em học sinh đó đều đã ly hôn khi cha mẹ ly hôn điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý con cái khi những đứa trẻ bị ảnh hưởng về tâm lý thì làm sao chúng có thể học tốt đây rất khó trong tu viện cũng có rất nhiều trẻ con tôi cũng tiến hành nghiên cứu về những đứa trẻ học hành không tốt tôi đến gia đình các em để tìm hiểu tôi phát hiện ra nhiều trường hợp liên quan đến việc ly hôn của cha mẹ hơn 90% trường hợp ly hôn có liên quan đến ngoại tình. Tôi đã thấy một mẫu quảng cáo ở châu Âu hoặc ở một nơi khác mà tôi không nhớ, quảng cáo luật sư cho những trường hợp ly hôn, mẫu quảng cáo ghi: Cuộc đời rất ngắn, hãy ly hôn. Ly hôn thì rất dễ, nhưng họ không biết việc ly hôn ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ như thế nào tuy nhiên tôi lại nói cuộc đời rất ngắn hãy sống hạnh phúc với nhau để làm được như vậy thì phải từ bỏ hành vi ngoại tình ly hôn là tác hại của việc ngoại tình bạn không biết rõ nó ảnh hưởng đến người khác ra sao đôi khi có nhiều lý do của việc ly hôn bạn bè xấu cũng đưa đến nhiều tư tưởng xấu không biết Phật pháp và không thực hành Phật pháp đúng đắn cũng là một lý do. Nếu nhìn theo khía cạnh tôn giáo, mọi tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đều khuyên từ bỏ hành vi tà dâm. Nếu bạn đọc kinh thánh cựu ước thì sẽ thấy điều luật về vấn đề tà dâm rất khắc khe. Tà dâm gây ra rất nhiều vấn đề trong gia đình, do đó tôi nghĩ từ bỏ tà dâm là giải pháp tốt nhất để có một gia đình hạnh phúc khẩu nghiệp nói dối ác nghiệp thứ tư là nói dối nói chung có hai loại nói dối nói dối gây hại và nói dối vô hại nói dối vô hại là nói dối để làm người khác vui lòng ví dụ bạn nói ồ trông cô đẹp quá hoặc ồ trông chị trẻ quá dù bạn không cảm thấy như vậy đó là nói dối vô hại bạn không thực sự cảm nhận như vậy nhưng vẫn cố gắng nói dối để làm người khác hài lòng đó là một kiểu nói dối và là ác nghiệp điểm tệ hại nhất của hành vi nói dối là khi bạn đã nói dối thì dần dần sẽ có thói quen nói dối khi đã nói dối một lần thì bạn sẽ thấy dễ dàng nói dối năm lần khi đã nói dối năm lần thì bạn dễ dàng nói dối mười lần trong đời sống xã hội điều quan trọng nhất là quan hệ giữa người với người nền tảng của quan hệ giữa con người với nhau chính là lòng tin nói dối sẽ hủy hoại lòng tin chúng ta cần mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ và chồng giữa cha mẹ và con cái và giữa bạn bè với nhau những mối quan hệ này đều có nền tảng là lòng tin lòng tin có thể dễ dàng bị hủy hoại vì một lời nói dối nhỏ không chỉ theo quan điểm của đạo phật mà còn theo đặc điểm tính cách của con người nói dối là một thói quen rất xấu thông thường khi đi ô tô tôi cảm thấy khó chịu khi phải cài dây an toàn một lần khi tôi đi với một anh thanh niên cũng là tài xế tôi hỏi anh không thấy khó chịu khi cài dây an toàn hay sao anh ấy nói với tôi một điều rất hay cài dây an toàn là một thói quen tốt rất đúng chúng ta thường quen với việc nói dối nhưng đó không phải là một thói quen tốt khi nói dối ta sẽ mất lòng tin của rất nhiều người bây giờ đã đến lúc bạn phải thay đổi đức phật đã dạy một điều ác nhỏ cũng không được làm nếu bạn có thể từ bỏ ác hạnh thì rất tốt nếu không thể nhanh chóng từ bỏ ác hạnh thì ít nhất bạn phải giảm thiểu chúng đặc biệt trong gia đình mọi người vẫn hay nói dối khi nói dối bạn sẽ hủy hoại niềm tin trong gia đình nếu bạn đánh mất niềm tin trong gia đình bạn sẽ đánh mất tất cả lúc đó ngay cả phật pháp cũng không giúp bạn được đây là điều rất quan trọng mà bạn cần phải suy xét nếu bạn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc điều quan trọng nhất là lòng tin nếu bạn đang nói dối thì từ hôm nay trở đi bạn phải nghĩ rằng mình sẽ không nói dối mình sẽ từ bỏ nói dối nếu bạn còn nói dối vô hại thì từ hôm nay trở về sau hãy cố gắng nghĩ rằng bạn sẽ giảm thiểu việc nói dối vô hại có một người đàn ông nói với tôi từ bỏ nói dối là một việc rất khó mỗi khi anh ta đi làm về nhà vợ anh nấu thức ăn rất dở nhưng anh vẫn phải nói thức ăn rất ngon trong rất nhiều tình huống chúng ta không thể nói ra sự thật tuy nhiên không nói ra sự thật không có nghĩa là phải nói dối đôi lúc bạn không thể nói ra sự thật tốt hơn hết là giữ im lặng khi người khác phát hiện bạn nói dối thì họ sẽ bị tổn thương nặng nề bạn hãy nghĩ xem chúng ta thường nói dối những ai trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nói dối những người quan tâm đến ta nhiều nhất đó là một điều rất tồi tệ từ giờ trở đi bạn phải tư duy rằng điều đầu tiên mình phải thay đổi là từ bỏ hoặc giảm thiểu nói dối vì nói dối là một ác nghiệp nói lời chia rẽ ác nghiệp thứ năm là nói lời chia rẽ Nói lời chia sẻ có nghĩa là bạn thấy có hai người rất thân thiết với nhau và bạn cố ý chia sẻ họ. Mặc dù lời nói có thể là sự thật, nhưng động cơ rất xấu chia sẻ những người khác. Với động cơ như vậy, dù bạn có nói sự thật thì đó vẫn là hành vi nói lời chia sẻ bởi nó có thể khiến người khác tổn thương nặng nề. Những lời nói đó có thể là sự thật hoặc giả dối nhưng nếu động cơ là cố ý chia rẽ những người khác thì hành vi đó được xem là nói lời chia rẽ nói lời chia rẽ khiến người khác tổn thương nặng nề nên đức phật xem hành vi này là một ác nghiệp nói lời thô ác ác nghiệp thứ sáu là nói lời thô ác khi bạn nói nặng lời để làm tổn thương người khác đó được xem là nói lời thô ác thông thường người ta nặng lời khi nổi giận cũng có lúc họ nói như vậy để trêu chọc người khác mỗi khi bạn dùng lời lẽ thô ác với ý định làm người khác tổn thương hành vi đó là một ác nghiệp điều quan trọng nhất là bạn phải cố gắng giảm thiểu và từ bỏ nói lời thô ác nếu không thể từ bỏ thì ít nhất bạn cũng phải giảm bớt không nói nặng lời với người khác là điều đơn giản và không quá khó tuy nhiên khi có người nặng lời với bạn việc kiểm soát cảm xúc của bản thân sẽ khó hơn và quan trọng hơn khi người khác nặng lời với bạn thông thường sẽ có hai tình huống xảy ra bạn sẽ nổi giận hoặc bạn sẽ rất buồn bạn phải hiểu rằng lời nói không thể khiến bản thân mình đau khổ điều đó tùy thuộc vào chính bạn cách bạn tiếp nhận lời nói quan trọng hơn khi có người nói lời thô ác với bạn nếu nhìn nhận những lời nói đó thật nặng nề và nghiêm trọng thì chúng sẽ khiến bạn đau khổ vì vậy đức phật luôn khuyên rằng chúng ta không nên phản ứng khi bị lời nói của người khác làm tổn thương nói lời phù phiếm ác nghiệp thứ bảy là nói lời phù phím khi có thời gian rỗi để trò chuyện phần lớn thời gian bạn nói những gì có lẽ bạn nói những điều không cần thiết và bàn tán về khuyết điểm của người khác đó chính là nói lời phù phím và bạn phải giảm thiểu hành vi này khi tôi nói về việc giảm thiểu nói lời phù phím có một người phụ nữ nói với tôi nếu cô ta không nói về khuyết điểm của người khác thì cô không có hứng nói chuyện một dịp nọ sau một buổi giảng ở bangalore tôi đến ăn trưa ở một khách sạn tôi ngồi ở giữa và thấy phần lớn phụ nữ ngồi bên tay phải của tôi còn nam giới ngồi ở bên trái tôi đã quan sát và thấy phụ nữ nói nhiều hơn nam giới sau đó tôi nghĩ nhóm nữ nói chuyện phím nhiều hơn đức phật đã đặt ra những điều luật khác nhau đôi chút dành cho tăng và ni về cơ bản thì các giới luật đó giống nhau nhưng cũng có những điểm khác biệt vì cấu trúc sinh học của nam giới và nữ giới đôi lúc làm cho họ có cách suy nghĩ khác nhau khi nam giới gặp khó khăn hoặc căng thẳng đau buồn họ sẽ cố gắng giữ im lặng muốn một mình tìm giải pháp vượt qua khó khăn đó là cách nam giới đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng từ cấu trúc sinh học khi phụ nữ căng thẳng hoặc gặp khó khăn cấu trúc sinh học khiến họ muốn nói ra vấn đề của mình Chính vì phụ nữ thường bày tỏ tâm tư của mình nhiều hơn nên họ phải cẩn thận đối với việc nói chuyện phím. Nam giới phải cẩn trọng hơn đối với việc nặng lời với người khác vì ở họ cơn giận rất dễ bị kích hoạt. Nam giới cần thận trọng với lời nói thô ác hơn là đối với lời nói phù phím. Ý nghiệp tham. Ác nghiệp thứ tám là tham. Có hai loại ham muốn. Ham muốn chính đáng và ham muốn không chính đáng. Tham chính là dạng ham muốn không chính đáng và rất sai lầm. Ham muốn chính đáng rất quan trọng. Ngay cả Đức Phật cũng có những ham muốn chính đáng. Ngài muốn dẫn dắt mọi chúng sinh hữu tình ra khỏi luân hồi đó là một ước muốn chính đáng khi bạn có mong muốn được uống pepsi hay coca cola không có gì sai trái đối với ham muốn như vậy chúng ta gọi đó là mong muốn chính đáng tôi sẽ cho bạn ví dụ về ham muốn sai lầm vào thời đức phật còn tại thế có một người ăn xin đến trước cung điện của đức vua người ăn xin luôn mong muốn vua chết bất thình lình và sau khi vua băng hà dương miệng sẽ thuộc về ông ta đó là một tham vọng vô cùng sai lầm thậm chí khi nhà vua qua đời thì cũng không có lý do gì để trao dương miệng cho người ăn xin Điều đó hoàn toàn là ảo mộng, tưởng tượng, bất khả thi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chạy theo những tham vọng hảo huyền như thế. Mong muốn chính đáng là khi bạn ước muốn trở thành người tốt hoặc ước một điều tốt đẹp, ham muốn sai lầm là khi bạn ước muốn những thứ thuộc sở hữu của người khác bạn nên có mong ước chính đáng chứ không được ước muốn sai lầm ham muốn sai lầm được xem là một ác nghiệp khi bạn mong muốn một thứ không quá độc hại đôi khi bạn không phân biệt được đâu là ước muốn chính đáng và đâu là ước muốn sai lầm khi đó sẽ có rất nhiều ham muốn sai lầm nảy sinh trong tâm bạn trong nhà hàng khi người khác đang ăn bạn nhìn vào các món ăn và khởi tâm muốn được ăn thức ăn của họ đó chính là ham muốn sai lầm tuy nhiên nếu bạn muốn được ăn món ăn giống với món ăn của họ đó lại là mong muốn chính đáng chính vì vậy chúng ta cần phân biệt mong ước chính đáng và sai lầm mong ước sai lầm là nguồn gốc của mọi khổ đau Ác tâm ác nghiệp thứ 9 là ác tâm khi bạn nghĩ đến việc làm người khác tổn thương đó chính là ác tâm Nói chung con người khởi sinh ác tâm khi họ nổi giận Tuy nhiên có những người thậm chí có ác ý khi không nổi giận ví dụ câu cá là một trò tiêu khiển nhưng để câu cá thì bạn phải giết con cá hãm hại chúng và do đó sinh khởi ác tâm bạn có thể thấy người ta xem câu cá là một trò chơi nhưng thực tế thì chúng ta đang hãm hại rất nhiều cá đôi khi trong lúc trò chuyện chúng ta dùng nhiều lời lẽ thô ác mỉa mai chúng ta nói ra để làm người khác tổn thương đó cũng là ác tâm thậm chí dù chỉ là lời nói đùa cợt để làm tổn thương người khác điều đó cũng trở thành ác tâm chính vì vậy bạn phải rất thận trọng khi nói bạn không cố ý làm người khác tổn thương tuy không cố ý nhưng cũng có lúc lời nói của bạn dù chỉ là lời nói đùa nhưng cũng có thể khiến người khác tổn thương vì vậy bạn phải rất cẩn thận đôi khi bạn chỉ nói những điều chung chung nhưng nó có thể khiến người khác tổn thương nên bạn phải cẩn thận với mọi lời nói một khi bạn có ý định làm tổn thương người khác dù ý định của bạn chỉ là đùa cợt thì đó cũng là ác nghiệp khi lời nói của bạn làm người khác tổn thương nhưng bạn không cố ý thì đó không phải là ác nghiệp tà kiến ác nghiệp thứ mười là tà kiến tà kiến là ác nghiệp tệ hại nhất vì sao lại như vậy bởi nếu mang tà kiến thì bạn sẽ phạm vào tất cả ác nghiệp bây giờ bạn phải hiểu thế nào là tà kiến tà kiến có nghĩa là bạn tin rằng không có kiếp sống quá khứ và không có kiếp sống tương lai và tin rằng không có luật nhân quả một khi đã mang tà kiến thì bạn sẽ phạm vào mọi ác nghiệp do đó điều quan trọng là phải có chánh kiến chỉ khi nào có chánh kiến thì bạn mới có thể tiếp tục bước sang những thực hành khác để có chánh kiến thì bạn phải hiểu biết nhiều hơn nếu không hiểu thì bạn không thể có chánh kiến, để có chánh kiến vững chắc hơn, bạn phải hiểu biết nhiều hơn và phải phân tích kỹ lưỡng hơn. Nếu ai mang tà kiến thì người đó sẽ bị cuốn vào những điều sai quấy. Nói chung, trong cuộc sống ta có rất nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm vì ta quá tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Đôi lúc, chúng ta không thể đặt trọn niềm tin vào những gì mình thấy, cũng như ta không thể hoàn toàn tin những gì mình không thấy. Những gì chúng ta nhìn thấy, chúng không thật sự như vậy. Nhiều lúc, chúng ta không thấy được bản chất thật sự của chúng. Một nguyên nhân khác dẫn đến tà kiến là chúng ta nhìn nhận đánh giá sự việc quá nhanh và quyết định quá vội vàng khi quá vội vàng đưa ra phán xét ta tạo nên nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm trong tâm trong cuộc đời của đức phật ngài đã gặp một triết gia ngoại đạo người luôn bắt lỗi giáo lý của phật không chỉ bắt lỗi mà người đó còn dùng lời lẽ thô ác với phật vào thời điểm đó đức phật đang dạy một tư tưởng rất mới và đi ngược lại với tư tưởng xa xưa của ấn độ vào thời xa xưa ở ấn độ có nhiều tư tưởng ngoài phật giáo rất lạ lùng đức phật đã phủ nhận tất cả và lý giải vì sao chúng là những tư tưởng sai lầm chính vì vậy một triết gia ngoại đạo đã gặp phật ông ấy không chỉ bắt lỗi giáo lý của ngài mà còn dùng nhiều lời lẽ thô lỗ theo quan điểm của triết gia đó đức phật đang mang nhiều tà kiến theo quan điểm phật giáo tôi nghĩ ông triết gia đó mới là người mang nhiều tà kiến khi tranh luận mới diễn ra đức phật và triết gia đều chưa thể thuyết phục được người kia khi cuộc tranh luận đến chỗ cao trào triết gia kia đã nổi giận và nhổ vào mặt phật ngay lúc đó đức phật vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và mỉm cười vào thời đó nhổ vào mặt người khác là một hành động phỉ báng nặng nề ngay lúc đức phật mỉm cười rất nhiều triết gia ngoại đạo đã vô cùng kinh ngạc khi thấy vị triết gia kia thậm chí đã nhổ vào mặt Phật mà ngài vẫn rất điềm tĩnh. Sau cuộc tranh luận, vị triết gia ngoại đạo đã không thể chợp mắt suốt đêm, hôm sau ông ta đến gặp Phật để xin ngài thứ lỗi cho những gì ông đã làm. Câu chuyện cho thấy ông triết gia hành động lầm lạc vì mang tà kiến tà kiến là nguyên nhân đưa đến ác hạnh tà kiến đưa đến ác hạnh và ác hạnh dẫn đến kết quả tồi tệ dù bị phỉ báng nhưng đức phật vẫn mỉm cười và rất bình tĩnh đó là một hành vi đúng đắn vì đức phật có chánh kiến và kết quả là ngài vẫn giữ được bình tĩnh và an lạc trong một hoàn cảnh như vậy Năm giới cư sĩ. Sau khi đã quy y Tam Bảo, ta cần thực hành năm giới cư sĩ, từ bỏ năm ác nghiệp: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Bốn ác nghiệp đầu tiên trong năm giới cư sĩ đã được nhắc đến trong 10 bất thiện nghiệp. Ác nghiệp thứ năm trong năm giới cư sĩ là Uống rượu. Tôi có nghe một câu chuyện có thật, vào cuối năm 2008, khi thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, có hai ngành lớn vẫn phát triển rất tốt, ngành y tế và ngành kinh doanh rượu. Khi buồn, bạn muốn uống rượu, khi vui, bạn cũng muốn uống rượu, khi buồn rầu, người ta cần rượu để giải sầu khi quá vui họ cũng cần rượu để ăn mừng bây giờ bạn cần biết đức phật đã dạy phải từ bỏ uống rượu theo quan điểm của y học rượu cũng ảnh hưởng đến cơ thể và gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta nếu bạn hiện đang uống rượu hãy cố gắng tư duy và giảm thiểu uống rượu nếu bạn không uống rượu thì rất tốt đặc biệt tôi thấy giới trẻ phải học hành Do đó, không uống rượu là điều rất quan trọng. Một dịp nọ, có một bác sĩ và một bệnh nhân đến gặp tôi và tôi đã nghe một câu chuyện rất buồn. Bác sĩ nói: "Mới sáng hôm đó, bệnh nhân của ông vừa đi xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn 3." Ngay lập tức, một câu hỏi nảy sinh trong tâm tôi. Tôi hỏi: "Anh có uống rượu không?" Anh ta nói: Trước kia uống rất nhiều rượu. Quá trễ rồi. Bây giờ tình huống đáng buồn đó không thể nào được cứu vãn bằng cách ngừng uống rượu. Trong cuộc đời tôi, tôi đã đi rất nhiều nơi để thuyết giảng, đôi lúc tôi cũng giảng ở bệnh viện. Trong bệnh viện, điều tôi quan sát thấy là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không chỉ tác động xấu đến bản thân người bệnh mà còn ảnh hưởng xấu đến những thành viên trong gia đình họ chính vì vậy nếu bạn có vấn đề gì về sức khỏe việc đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình của bạn do đó sống lành mạnh là điều rất quan trọng để sống lành mạnh thì bạn cần làm gì tôi nghĩ trong vấn đề này các bác sĩ sẽ đồng tình với tôi từ bỏ uống rượu nếu bạn nghĩ uống rượu tốt cho sức khỏe thì hãy tận hưởng uống rượu khi tôi nói hãy từ bỏ uống rượu có một phụ nữ trung hoa nói với tôi cô ấy có thể bỏ rượu nhưng mỗi tuần cô ta phải uống ít nhất hai ly rượu vang vì nó tốt cho tim tôi đã hỏi bác sĩ về vấn đề này và các bác sĩ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau tuy nhiên chúng ta cũng nên biết có những cách làm khác tốt cho sức khỏe tim mạch uống rượu không phải là cách duy nhất có thể rượu tốt cho tim nhưng cũng còn rất nhiều món khác tốt cho tim những người nghiện rượu thường lấy đó làm cớ để uống rượu nếu thật sự muốn làm gì đó tốt cho sức khỏe tim mạch thì bạn có rất nhiều cách, chứ không chỉ là uống rượu vang đỏ. Chúng ta cần phải có sức khỏe tốt và để có sức khỏe tốt ta cần ăn uống đúng cách. Ăn uống đúng cách tạo khác biệt rất lớn đối với sức khỏe thể chất của bản thân. Trong năm ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu. Nếu bạn từ bỏ được cả năm điều thì rất tốt. Nếu không thể từ bỏ hết thì ít nhất bạn phải cố gắng giảm thiểu. Từ bây giờ, bạn phải cố gắng thực hành như vậy. Dù bạn thực hành bất cứ giới nào trong năm giới, nó sẽ thay đổi bạn, giúp bạn trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn. Mục đích của việc thực hành Pháp là để giúp bạn trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn tôi hy vọng bạn sẽ thực hành những gì tôi đã nói nếu bạn thực hành thì chính bạn được lợi lạc chứ không phải tôi tư duy về nghiệp và nghiệp quả có khi chúng ta làm thiện nghiệp và những lúc khác ta gây ác nghiệp vì sao chúng ta tạo nghiệp vì chúng ta nghĩ đến bản ngã nghĩ đến tôi và của tôi hai tư tưởng này là động cơ gây ra thiện nghiệp và ác nghiệp bởi suy nghĩ về tôi và của tôi nên ta gây ra nhiều ác nghiệp và cũng có lúc ta tạo thiện nghiệp khi suy nghĩ về tôi và của tôi nhiều lúc ta làm rất nhiều thiện hạnh nhưng vẫn không thấy kết quả tích cực. Trong nhiều tình huống, ta không thể nhìn thấy những gì thật sự đang hiện hữu và những gì ta nhìn thấy lại không có thực. Chúng ta không nhìn thấy hệ quả tích cực của thiện nghiệp vì ta không có khả năng nhìn nhận hoàn cảnh theo chiều hướng tích cực. Thay vào đó, ta nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn vì vậy nhiều lúc ta cảm thấy mình chẳng gặt hái được kết quả tích cực nào khi hành thiện nghiệp thiện hạnh sẽ mang lại hệ quả tích cực nhưng điều quan trọng nhất là khi những điều tích cực đến trong cuộc sống ta phải nhìn nhận chúng một cách đúng đắn nếu không thể nhìn nhận hoàn cảnh theo hướng tích cực thì cho dù có rất nhiều điều tốt đẹp diễn ra trong cuộc sống ta cũng không thể nhận ra bất cứ giá trị tích cực nào tôi luôn cảm thấy mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời tôi đều tốt đẹp và tích cực bởi tôi nhìn nhận chúng một cách khác biệt tư duy về nhân quả sẽ giúp bạn rất nhiều về mặt tâm lý, khi có điều gì tồi tệ xảy đến cho bản thân, tâm chúng ta sẽ nghĩ, tại sao? Tại sao? Có quá nhiều nghi vấn tại sao? Tại sao nó xảy ra? Tại sao nó xảy đến với tôi? Quá nhiều thắc mắc như thế sẽ khiến bạn tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, khi việc tốt xảy đến thì bạn lại chẳng bao giờ hỏi tại sao. Nếu bạn trúng số 100.000 đô la, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tự hỏi tại sao tôi được trúng số khi điều tốt xảy đến nếu bạn hỏi tại sao nó đến với tôi thì bạn sẽ vui sướng hơn vì cảm thấy mình may mắn khi có chuyện tồi tệ xảy ra trong cuộc sống theo lẽ tự nhiên ta thường oán trách tại sao nó lại xảy ra với chúng ta như vậy nghĩ rằng những chuyện không hay là kết quả của nghiệp sẽ mang lại sự xoa dịu tâm lý nếu không nghĩ như vậy thì khi nghịch cảnh đến bạn cứ hỏi đi hỏi lại tại sao nó lại xảy đến với tôi tại sao không phải là người khác nhiều câu hỏi tương tự sẽ nảy sinh trong tâm và bạn sẽ càng căng thẳng hơn hơn nữa khi gặp khó khăn hay đau khổ ta có thể nghĩ rằng những nỗi khổ đó đang tịnh hóa ác nghiệp của bản thân nếu nghĩ như vậy thì chúng ta thậm chí có thể tận hưởng nỗi đau điều quan trọng nhất là cách suy nghĩ này mang đến cho chúng ta sức mạnh tinh thần trong đời sống hàng ngày tôi vẫn thường nói rằng nếu có hy vọng thì có sự sống nếu mất hy vọng thì bạn mất tất cả bạn phải tự khơi dậy niềm hy vọng trong cuộc sống và bằng cách thay đổi suy nghĩ bạn có thể mang hy vọng đến với mình niềm tin vào quy luật nghiệp và nhân quả mang đến cho chúng ta điểm tựa tinh thần khi phải đương đầu với khó khăn trong cuộc sống thêm vào đó nếu thực hành từ bỏ ác nghiệp thì ta sẽ tích lũy được nhiều thiện nghiệp hơn khi thiện nghiệp tăng trưởng thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và thuận lợi hơn. Thật hàm tịnh hóa ác nghiệp. Chúng ta đã phạm ác nghiệp nhiều lần trong cuộc sống, không những trong đời này mà còn trong nhiều đời trước ta đã phạm phải rất nhiều ác nghiệp. Bây giờ ta cần biết cách tịnh hóa ác nghiệp. Khi nói đến tịnh hóa ác nghiệp điều đó có nghĩa là chúng ta tẩy trừ tập khí của ác nghiệp trong cuộc sống mỗi khi phát hiện bản thân đã làm điều sai trái bạn cần tiến hành tịnh hóa rất nhiều người khi thấy mình phạm sai lầm vẫn không hối hận mà cố tình lờ đi thậm chí họ còn hả hê với những điều sai trái mình đã làm là những người thực hành theo đạo phật chúng ta không được giống như vậy khi thấy lỗi lầm của bản thân chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lỗi lầm và ta phải tịnh hóa chúng đôi lúc chúng ta cố tình phạm ác nghiệp nhưng phần lớn ta phạm ác nghiệp mà không biết mình đang phạm vì vậy đức phật đã dạy vô minh là khổ đau tuy nhiên trong tiếng anh người ta lại nói vô minh là hỷ lạc nếu bạn không biết gì cả thì sẽ hạnh phúc và sung sướng một lần tôi đang đi bộ trên một con đường ở đài bắc thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang bán vé số lúc đó bà ấy đang ngủ gật tôi cảm thấy thương bà ấy và nói với học trò tôi hãy mua vé số của bà học trò tôi đã trả khoảng 2 tới 4 đô la cho một tờ vé số. Khi mua giúp bà ấy một tờ vé số, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi về nhà, học trò tôi dò số ngay và phát hiện trúng thưởng 25 đô la. Sau đó tôi nghiệm ra rằng người phụ nữ đó cầm trên tay sắp vé số có chứa một giải thưởng 25 đô la, nhưng bà ấy vẫn không hay biết. Trong tay bà có thể còn có những tờ vé số may mắn khác, giải thưởng lên đến hàng trăm ngàn đô la. Tuy nhiên, bà ấy không thể nắm bắt thời cơ chỉ vì vô minh. Lúc đó, đột nhiên tôi nhớ đến lời Phật dạy, vô minh là khổ đau. Ở Đài Bắc, họ từng kể tôi nghe một chuyện rất buồn cười. Trong một đợt sổ số, số, giải độc đắc trị giá đến 10 triệu đô la, họ nói rằng người trúng giải độc đắc vẫn lại trở thành người nghèo vài năm sau khi trúng số đó thật sự là cách nghiệp vận hành dù họ trúng số độc đắc nhưng sau đó vẫn lại trở thành người nghèo họ nói chuyện đó diễn ra khá thường ngài tịch thiên đã nói chỉ có đức phật thấu triệt toàn bộ về nghiệp những kẻ khác không thể hiểu được cách nghiệp vận hành Bây giờ, chúng ta nói về cách tịnh hóa ác nghiệp thông qua thực hành tịnh hóa kim cang tắc đỏa Vasra Sattva. Có hai cách thực hành, cách thực hành ngắn và cách thực hành dài. Ở đây, tôi sẽ hướng dẫn cách ngắn gọn và dễ thực hành. Bước 1. Bạn phải sinh lòng hối cải về ác nghiệp đã phạm dù vô tình hay cố ý. Đồng thời, bạn tự hứa với bản thân là mình sẽ không tái phạm nữa và bạn phải cố gắng hết sức không tái phạm ác nghiệp đó nữa. Bước 2. Bạn cần trì tụng thần chú Kim Cang tác đỏa để tịnh hóa ác nghiệp. Om Benza Sato Hum hoặc Om Vajra Sattva Hum. Bạn có thể tụng 3 lần, 7 lần hoặc nhiều hơn tùy theo ước muốn bạn cần quán tưởng đức kim cang tác đỏa trong khi tụng thần chú nếu không quen thuộc với việc quán tưởng đức kim cang tác đỏa thì bạn có thể quán tưởng đức phật thích ca và bạn cũng có thể tụng chú của phật thích ca om muni muni mahamuni Ye soha nếu không quen thuộc với việc quán tưởng phật thích ca thì bạn có thể tụng bát nhã tâm kinh nếu không quen tụng bát nhã tâm kinh thì ít nhất bạn có thể cầu nguyện với đức phật thích ca để tịnh hóa mọi ác nghiệp của mình đây là cách tịnh hóa ác nghiệp ngắn gọn và dễ thực hành